những vòng đấu tiếp theo, vòng 4 của giai đoạn 2. Vòng đấu này thì có những cái trận đấu rất đỉnh. Ở nhóm trên thì Hà Nội sẽ đối đầu với câu lạc bộ BKM Bình Dương, thưa anh Hoàng Huy. Đây là một trận đấu cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc đua vô địch. Đặc biệt là Hà Nội họ cũng đang đứng ở vị trí nhì bảng, thưa anh. Tôi cho rằng Hà Nội gặp Bình Dương thì Hà Nội nắm giữ lợi thế, bởi vì gần đây câu lạc bộ Hà Nội mặc dù hàng phòng ngự vẫn vắng một số cầu thủ, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là tuyến trên thì rất ổn định. Bên cạnh đó là có những cầu thủ mà đã lên chân từ đầu mùa thì có thể là non nớt, nhưng mà đến bây giờ Việt Anh đã chơi rất là chững chạc, rồi là Việt Anh đôi khi kèm cặp cho Văn Tới cũng tiến bộ nhiều, Lê Văn Xuân cũng đạt được những cái tiến bộ rất đáng mừng. Tôi nghĩ rằng là Hà Nội đã bắt đầu vào form rồi, và với một đội Bình Dương mà không có nhiều khát vọng thì Hà Nội luôn luôn chiếm ưu thế khi đối đầu ở thời điểm này. Ở Bình Dương thì họ vẫn có trận đấu rất là tốt, gây ra nhiều khó khăn, nhưng mà Bình Dương cũng giống như Hoàng Gia Lai, tức là cái động lực nó không rõ ràng. Ở với Bình Dương thì họ có thể đánh bại bất kỳ đội nào, nhưng mà lãnh đạo năm nay không giao cho họ một mục tiêu cụ thể gì cả, vẫn cứ là bình bình như vậy. Có thể những năm tới thì xét rằng là chín hơn thì họ mới thực sự là tạo được cái áp lực để mà cạnh tranh. Thế thì tôi cho rằng là Bình Dương đá với Hà Nội lúc này thì Hà Nội sẽ chứng tỏ được sự già dặn hơn hẳn. Một Bình Dương trẻ trung hơn, nhưng mà nếu như có một cái sự hung hăng, có một cái độ gọi là làm động lực nhất định thì họ sẽ gây khó khăn. Nhưng mà khi Bình Dương lại không đạt được cái động lực cần thiết thì Hà Nội sẽ chứng tỏ cái sự già dặn của mình và cái điều quân của mình để mà có một chiến thắng. Tôi không nghi ngờ gì Hà Nội chiến thắng lúc này. Vâng, nếu như thế thì cuộc đua sẽ rất hấp dẫn, thưa anh. Và anh Ngọc, ở trận đấu tiếp theo thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đối đầu với Viettel nữa. Đây cũng một trận đấu rất hay, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì họ luôn luôn thi đấu với tinh thần rất máu lửa. Và trận đấu vừa rồi chính họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Hà Nội FC. Và trận đấu với Viettel anh nhận định như nào với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ạ? Cũng điều hay là hay ở đây là hay cho Viettel thôi, tức là trận đấu này không diễn ra ở Hà Tĩnh do tình hình bão lụt đó, mà lại diễn ra trên sân Hàng Đẫy, thì khác gì là sân nhà của Viettel không ạ? Đúng là sân nhà của Viettel rồi. Thực ra ấy, anh Tùng có một nhận xét rất là hay khi so sánh với Hoàng Gia Lai. Chúng ta nhìn Hoàng Gia Lai đã yên tâm trụ hạng rồi, nhưng mà đá như thế thất vọng quá. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trụ hạng rồi đúng không ạ? Nhưng mà chơi luôn luôn máu lửa. Trận đấu vừa rồi với cả Hà Nội trên sân Hà Nội FC thì tôi có xem và tôi thấy rằng là Hồng Lĩnh đá hay quá. Đội quân của anh Phạm Minh Đức rõ ràng biết mình là cửa dưới rồi, nhưng mà cái cách chơi đấy nó giống như là cách chơi của những con muỗi ấy, cứ đốt chỗ này đốt chỗ kia, và nó khiến cho Hà Nội hay như vậy, mạnh như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những phút mà chao đảo khi mà phản công. Tôi nghĩ rằng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ lại chơi tiếp tục như vậy và tiếp tục gây khó chịu như vậy cho Viettel thôi. Một cái bất lợi của Viettel đấy là về mặt lịch thi đấu. Tại sao? Bởi vì là Viettel phải đá sau Hà Nội FC một ngày. Mà nếu như Hà Nội FC có một kết quả tốt với Bình Dương ấy, ở đây chúng ta, tôi không biết là, tôi nghĩ rằng là Hà Nội sẽ thắng. Mà Hà Nội thắng là Hà Nội lên đầu bảng và tạm thời hơn Viettel một điểm đấy, thì nó sẽ tạo áp lực rất lớn lên đội quân của Trương Việt Hoàng. Thành ra là nếu như Viettel mà để sẩy chân với Hồng Lĩnh thì sẽ rất là bất lợi trước khi Hà Nội với cả họ gặp nhau vào ngày 29 tháng 10 tới. Nhưng mà tôi tin rằng là với bản lĩnh, với cái cách mà Viettel đang làm được bây giờ ấy, tức là họ đã bắt đầu giữ được sự ổn định rồi. Cái sự ổn định ở đây là gì? Là ổn định ở cái việc là có thể chơi không hay nhưng luôn luôn thắng. Những đội bóng mà đẳng cấp, những đội bóng mà ứng viên vô địch ấy, thường họ luôn luôn biết thắng. Trong những trận đấu cần phải thắng, bất luận là chơi hay không hay, thuyết phục hay không thuyết phục, thì Viettel bây giờ đã làm được như vậy. Và cái vòng đấu này ấy, tôi coi là một vòng đấu bản lề. Bởi vì tại sao? Bởi vì các đội đều cần phải tích lũy điểm trước khi bước vào ba trận đấu cuối cùng cực kỳ căng thẳng. Hà Nội phải đá với Viettel này, Hà Nội tiếp tục đá với Than Quảng Ninh và Sài Gòn ở vòng đấu cuối cùng. Viettel cũng phải đá với Than Quảng Ninh, cũng phải đá với Hà Nội, cũng phải đá với cả Sài Gòn. Thành ra là cái trận đấu ở vòng đấu này nó tác động rất nhiều trước khi giống như là họ tạo ra một cái đà, giống như họ tạo ra một thang để mà bước lên cao hơn cho ba vòng đấu cuối cùng. Tôi tin là Viettel sẽ có 3 điểm, nhưng mà 3 điểm này không dễ dàng một chút nào cả, và rất có thể lại thắng bằng một quả penalty. Vâng, còn ông chú Viettel thì sao ạ? Trận đấu sắp tới, trận đấu rất quan trọng. Cảm ơn anh Ngọc. Và thực ra thì cũng chẳng có ý kiến gì khác. Tôi chỉ có nhận định thế này. Xét về toàn cục thì là còn 4 trận đấu nữa, có nghĩa là vẫn còn có rất nhiều những cái cơ hội có thể mất cái chỗ này để bù lại chỗ kia. Nhưng mà xét vào cái lộ trình đi lên chức vô địch để mà thuận lợi nhất ấy, thì Viettel cần phải thắng trận này. Thắng trận này thì họ sẽ dễ đá hơn khi đá với Hà Nội ở cái trận đấu tiếp theo. Thắng trận này có nghĩa là họ sẽ duy trì được khoảng cách 2 điểm. Và khi đó đá với cả đội gọi là Hà Nội, nếu như vẫn là khoảng cách 2 điểm khi mà gặp nhau ngày 29 tháng 10 ấy, thì mọi chuyện nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và lúc đó nó sẽ có nhiều cái đường binh hơn, nhiều cái sự lựa chọn hơn.
và như thế thì thuận lợi hơn, chẳng có lý do gì mình lại đi từ chỗ thôi, từ chối cái lợi thế cả đúng không, trong một cái cuộc đua, và cuộc đua này là một cuộc đua mà đá hay đá hay là đá chưa hay ấy, nó không quan trọng bằng là có bao nhiêu điểm đấy. Tài sản V-League quốc gia nó là như thế, V-League nó là như thế, League là đá giải, League là nó như vậy. Thế nên là Viettel sẽ phải thắng được Hà Tĩnh, Hà Tĩnh dù chẳng dễ chút nào. Thuận lợi thì ai cũng hiểu rằng là không phải di chuyển, đỡ mất sức hơn để ở nhà đá trên sân đấy, một mặt sân rất là quen rồi, các cổ động viên cũng sẽ thuận lợi hơn, thì đã đành rồi. Nhưng Hà Tĩnh là một đội bóng, ông Lĩnh Hà Tĩnh phải nói rằng là Phạm Minh Đức đang là một đội bóng rất hay, và nếu như bây giờ xem một đội bóng mà thua mà vẫn hay thì chỉ có ông Lĩnh Hà Tĩnh, mà có lẽ trong nhiều năm rồi rồi chưa có đội bóng nào mà như ông Lĩnh Hà Tĩnh cả, đá thua mà người ta vẫn cảm thấy thích. Tôi cảm giác đấy, như nọ tôi đã chia sẻ với anh em ở trong những khuôn khổ chương trình nhà vô địch, tôi nói là dường như cái cầu thủ của Phạm Minh Đức ấy là hiểu được cái suy nghĩ của thầy mình đến từng từng chi tiết nhỏ, hình như là Minh Đức muốn cái gì, nghĩ cái gì thì ở trên sân các cầu thủ đều làm được điều đấy. Nó là một cái thứ trình diện là mang tính đến mức độ lý tưởng. Tôi không định Phạm Minh Đức một tí nào cả, rất lâu rồi tôi nói chuyện Phạm Minh Đức, nhưng mà tôi nói thật là đấy là một điều rất là quý, bởi vì không phải dễ để có làm điều này. Và cái câu chuyện này ấy, nó thường chỉ xuất hiện ở đâu đó ở một số đội bóng, ví dụ như Hà Nội thôi để một lớp trên rồi. Trong những năm trước ấy, thì phần nào đó ở câu lạc bộ Sài Gòn của Đức Thắng và với Phạm Minh Đức ấy, là tương đối nhiều, phải nói là như thế. Tất nhiên là ở đoạn sau này, còn đoạn đầu thì đương nhiên các em lần đầu tiên đá V-League thì non nớt kinh nghiệm thì nó cũng có nhiều cái sai sót hơn. Nhưng ở trận đấu gặp Hà Nội vừa rồi ấy, thua đấy, nhưng mà người ta cảm thấy rằng là đội bóng đã chơi bằng tất cả những cái gì mình có thể hiểu về cái trò chơi này, hiểu về cuộc đấu này thì đều đã làm rất là đúng. Nhưng mà nói thế thôi chứ Hà Tĩnh có lẽ không thắng được Viettel đâu, và Viettel sẽ có 3 điểm. Đấy là điều quan trọng nhất. Anh Tùng rất tươi rồi, nghĩ rằng là Viettel có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu tới đây, và đặc biệt về cái phần sân nhà nữa thì Viettel có cơ hội hơn khi có sự điều chỉnh về lịch sân.